Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 18 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp nói rằng cục diện tương xung khiến cho người tuổi Tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi để ngày hôm nay trôi qua nhẹ nhàng hơn bản mệnh cần loại bỏ những suy nghĩ cực đoan tiêu cực trong ngày hôm nay bản mệnh cũng có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới tuy nhiên bạn chớ nên dễ dàng động lòng bởi chưa chắc họ đã đến với bạn thật lòng người độc thân nên giữ khoảng cách với họ để có thể tìm hiểu kỹ hơn trên phương diện sự nghiệp chính quan cho thấy bạn là người nghiêm túc tuy nhiên nhiều khi cũng vì thế mà thành ra cứng đầu bảo thủ bạn cần cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của mọi người Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, sửu thân, thìn. Tử vi tuổi giáp tý, thuộc mệnh kim. Ngày sung của buồn mạng. Có nhiều công việc đến dồn dập cần phải có sự tỉnh táo để giải quyết. Vui buồn lẫn lộn, tài lộc vào ra nhanh chóng. Cẩn trọng trong việc di chuyển, sử dụng xe cộ máy móc. Sức khỏe không tốt, tâm bất an. Tử vi tuổi bính tý, thuộc mệnh thủy. Ngày sung của buồn mạng có nhiều biến chuyển, thay đổi xảy ra rất bận rộn, hoặc có tin khiến mình phải tiếp xúc, giao thiệp. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng. Công việc có kết quả nhưng cẩn trọng trong lúc thực hiện dễ có những rủi ro, bất cẩn. Cần chú ý đến những phương tiện về máy móc, xe cộ. Không nên tin cẩn vào người khác, chỉ nên xem ý kiến của họ như một lời tham khảo. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa Ngày sung của buồn mạng. Bớt một chuyện tốt hơn là thêm một chuyện. Tránh chuyện thị phi tranh cãi, nên nhường nhịn sức khỏe không tốt có tin buồn không nên mưu sự hoặc tiến hành những chuyện lớn lao sẽ bị nghẽn lối cản trở gặp khó khăn chỉ hao tốn công sức tài lộc có bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu nên chi dụng vào những việc cần thiết tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ ngày xung của buồn mạng có việc lo âu cần phải di chuyển đi lại cẩn trọng trong việc đi đường sức khỏe không tốt hoặc rất khó khăn trong việc nhờ cậy hoặc gặp gỡ người mình mong muốn hao tốn về giao thiệp gặp gỡ có tin xa tài lộc trung bình phải bỏ nhiều công lao mới có kết quả hoặc nhận được thù lao ít ỏi tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng nên cẩn trọng trong sự đi lại có người bất đồng ý kiến với mình nếu có mưu sự về công việc gì thì đều phải có trở ngại trước hoặc có sự thiệt thòi hy sinh mới có kết quả tuy nhiên vẫn có tin tức tốt ở xa hoặc gặp thân nhân bè bạn đến giúp đỡ có cuộc vui Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, do ảnh hưởng của cục diện tương hại, tính khí của người tuổi Sửu thay đổi khá thất thường. Bạn không giữ được sự điềm tĩnh, chín chắn, cẩn thận thường ngày nữa và khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu, khó chiều. Đây cũng là nguyên nhân khiến bản mệnh thường mất kiên nhẫn khi phải giải quyết những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận. Có lẽ bạn đã bắt mình phải chịu áp lực quá lớn trong thời gian vừa qua, cuối tuần là thời gian hợp lý để bạn nghỉ ngơi may mà nửa kia của bạn luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì căng thẳng, đừng giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người ấy để đôi bên có thể cùng thảo luận và đưa ra cách giải quyết đúng đắn. giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. quý nhân phù trợ tý, dậu, hợi. tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim, mọi việc đều thay đổi, không nên theo đường hướng cũ. chuyện tình cảm không nên kéo dài không tốt, có tin xa, tài lộc vào nhanh ra nhanh. Có những việc xảy ra ngoài ý muốn cần phải chấp nhận. Có người ở xa đến. Tránh bàn chuyện người hoặc nêu ý kiến không tốt. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy. Không nên chú trọng ở bề ngoài hãy nhìn kỹ những ẩn ý ở phía sau. Trong công việc nên để cho người khác đứng đại diện cho mình. Có tin xa, có người đến nhờ mình giúp đỡ. Có sự hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa. Mọi việc chỉ là ngắn ngủi cho nên tiến hành công việc gì thì nên làm cho nhanh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ. Không nên đính ước, hứa hẹn nhanh chóng dễ có sự thiệt thòi, lỡ bộ. Nên đi xa, hoặc đi gặp người đã có sự ước hẹn tốt hơn là ngồi chờ. Nên bình tĩnh nếu có mọi áp lực, trở ngại, phê bình, dèm pha, tranh cãi, thư kiện, có tiểu nhân, bất hòa về quan điểm. Có sự gặp gỡ hoặc có tin tức của thân nhân, bè bạn. Có cuộc vui. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ việc đến hãy cố gắng làm và giải quyết nhanh nhất là đối với những vấn đề nhỏ không có tính lâu dài đối với những việc lớn cần phải xem xét lại đề phòng sự thiếu sót nếu có gặp trở ngại cũng không nên lo lắng sẽ có cơ hội tâm tình bất an gia đạo có chuyện buồn hoặc vì lo lắng mà mỗi người một ý tài lộc trung bình tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc cuộc hẹn ước sẽ không thành hoặc có sự rời hẹn chậm trễ không được như ý muốn không nên tin chắc vào sự tính toán, dự tính của mình vì rất dễ có những sự kiện hoặc tin tức mới gây sự cản trở, bỏ dở nhưng vẫn không phải là xấu. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin của họ. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi dần. Tam hợp phù trợ càng khiến người tuổi dần trở nên quyết đoán hơn. Bạn nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay, song dường như cũng vì thế nên những quyết định của bạn thường khá hấp tấp và vội vàng. Bên cạnh đó, con giáp này cần chú ý thay đổi bản tính cả thèm chóng chán của mình. Theo tử vi hàng ngày cho thấy, bạn nên duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong khoảng thời gian dài tiến hành công việc như vậy mới có thể đạt được thành công. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và bạn đời phát triển tốt đẹp. Trước khi đưa ra những quyết định trọng đại, hai người luôn luôn trao đổi ý kiến với nhau. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, tuất, hợi. Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy. Công danh, tài lộc của cấp trên hoặc của người trên trong thân tộc có tin tức thay đổi, nên dự tính cho mình một đường hướng riêng cho tương lai. Ngày có rất nhiều tin tức cho công việc cần làm, có tài lộc hoặc nhận được tin tức tốt đẹp về việc làm. Có tin không tốt về sức khỏe, buồn mạng của người thân. Cần cẩn trọng khi sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Ngày có quá nhiều việc cần phải giải quyết hoặc nhà có đông người. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa một ngày vất vả đề phòng tiểu nhân có quá nhiều công việc đến cần phải giải quyết hoặc có sự cạnh tranh chơi xấu ở trong tình thế gặp nhiều áp lực do nhu cầu đòi hỏi nên cẩn trọng trong việc di chuyển đi lại sử dụng xe cộ máy móc ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tiệc không nên hẹn ước giao hẹn đính ước gặp nhiều thiệt thòi tài lộc có bao nhiêu thì hay bấy nhiêu không nên tham vọng tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ nếu thấy có lợi thì nên dừng bước không nên tiến thêm trong ngày sẽ còn có nhiều chuyện bất lợi xảy đến. Cẩn trọng trong việc di chuyển, đi xa, sử dụng máy móc, xe cộ. Không nên tin tưởng quá đáng vào tin tức, lời hứa, ước hẹn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Có tin xa, ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, có tiệc vui nhỏ, giải trí. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Tất cả việc mong cầu về công danh, tình cảm, tài lộc đều có sự thay đổi. Cần hỏi ý kiến của người trên, quý nhân. Không nên hấp tấp giải quyết những công việc lớn lao sẽ gặp rủi ro cẩn trọng trong vấn đề pháp luật, tranh luận, kiểm tra. Mọi việc đều chưa xong. Hao tốn về đi lại xe cổ. Đề phòng rủi ro. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Ngày có sự bôn ba, vất vả và có nhiều sự kiện, tin tức đến cần phải lo toan. Mọi việc không nên toan tính hoặc tin tưởng vào kinh nghiệm của mình. Sự việc sẽ xảy ra hoàn toàn khác mà lại không tốt, hoặc có người, thời thế gây áp lực không thuận lợi. Mọi việc hãy để tự nhiên. Có tin xấu. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng xe cộ. tử vi tuổi mão cục diện tương phá cảnh báo người tuổi mão cần phải chú ý đến vấn đề quản lý tiền bạc trong ngày hôm nay nếu có kế hoạch đi đến nơi đông người bạn cần chú ý bảo quản túi sách ví tiền và nếu không cần thiết tốt nhất bản mệnh không nên chi tiêu quá phung phí nếu đang làm công việc kinh doanh bạn cũng chớ vội vàng đưa ra quyết định đầu tư vào thời điểm này bởi có thể kẻ lừa đảo đang răng bẫy sẵn để bạn xa vào hãy bình tĩnh để chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn nếu không muốn mất tiền đáng tiếc chính ấn cho thấy những người làm công ăn lương thường không quá coi trọng vấn đề chức vị hoặc tiền bạc. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà thành ra thui chột ý chí phấn đấu, dễ thỏa mãn với thực tại. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Có đám tiệc hoặc có sự hội họp, hẹn ước. Ngày có nhiều công việc phải lo toan cực nhọc hoặc có tin tức đến khiến mình phải suy nghĩ, lo lắng giải quyết công việc sắp tới. Sức khỏe không tốt, có tài lộc nhưng hao tốn về mua sắm, giao thiệp. Gặp lại người xưa và có thêm bạn mới, có tin buồn về tai nạn của người thân quen khá giả. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Ngày thuận lợi cho việc đi xa, gặp gỡ, hội họp. Có đông người đến hoặc nhận được nhiều tin tức, tin vui về tình cảm, việc làm, tin buồn về đau ốm, tai nạn, sức khỏe. Nên cẩn trọng trong vấn đề đi lại di chuyển có sự hư hại, rủi ro, hoặc có tin xấu về chuyện này. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Ngày có chuyện vui, hội họp, gặp lại người xưa, có bạn mới. Tuy nhiên cũng đề phòng có sự châm trích, hoặc có người dòm ngó, gây rối, Hoặc có rủi ro, trở ngại chút ít. Có tin xa, nếu đi xa coi chừng có sự lạc lối, lạc bạn, mất dấu, sai điểm hẹn. Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc tiến hành, khởi sự, không nên bỏ ngang sẽ không tìm lại được trong việc cầu công danh, tài lộc, tình cảm. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc. Việc gì cũng có giới hạn. Không nên háo thắng, toàn tính nhiều chuyện sẽ không có kết quả mà lại có sự thiệt hại, bực mình đáng tiếc. Nếu có tiệc tùng hoặc được mời thì không nên ở lâu, chỉ gặp sự không hay và hao tốn. Có sự chậm trễ, rời hẹn chờ đợi không như dự tính. Có việc phải làm lại hoặc phải quay về trốn cũ, gặp lại người xưa. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh Kim. Nên giải quyết những công việc đã dự tính ở quá khứ hoặc có ước hẹn, dễ bị mất uy tín. Có sự hư hại hoặc thất lạc các đồ đạc vật dụng cần phải sửa chữa, mua sắm hao tài, có tin buồn về rủi ro, tai nạn của người thân tròm xóm. Có tiệc, cuộc vui, sự mong cầu về tin tức, việc làm, tài lộc đều có sự chậm trễ, nhưng vẫn có cơ hội hoặc quý nhân giúp đỡ, san sẻ. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi thìn. Thực thần chiếu mệnh mang lại nhiều niềm vui cho người tuổi thìn, đặc biệt là với những ai làm nghề tự do bạn được nhận một khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra với người làm công ăn lương bạn vẫn duy trì một mức lương ổn định nếu muốn được thưởng nóng hoặc thăng chức tăng lương bạn cần phải cố gắng hơn nữa dám nhận thêm trách nhiệm chứ không thể chỉ hoàn thành tốt bổn phận của mình trong chuyện tình cảm mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận vì vậy khi bối rối trước tương lai lạc lối trong việc tìm ra hướng đi cho mình bạn có thể chia sẻ với người lớn và tham khảo ý kiến của họ Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ thân, dậu tí. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa. Có tin tức đến khiến mình phải lo toan giải quyết những công việc cần gấp. Có quý nhân hoặc khách đến đem tin có sự thay đổi về đường hướng làm ăn, thay đổi công việc. Sức khỏe không tốt, tâm tình bất an, có tài lộc nhưng vất vả cực nhọc do tình thế có nhiều biến chuyển khiến mình phải nhu thuận theo dòng. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh, có tin tức ở xa. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ. Ngày không được tốt, hành sự nên cẩn thận, tình thế dễ bị đảo ngược. Có tin buồn, hoặc chỉ là tin đồn mà thôi, dù thấy có lợi đến cũng không nên tham vọng, tiến thêm thì có điều hối tiếc. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, nên giảm bớt đi một chuyện tốt hơn là tạo thêm một chuyện. Đề phòng thị phi khẩu thiệt tranh cãi, ra đi thì phải quay về, dễ gặp sự phá ngang, bỏ dở cặp trở lực. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc đề phòng sự cháo trở hoặc sự việc xảy đến bất ngờ khiến cho mình không chờ tay kịp không nên nghe ý kiến của người khác mà hãy tự mình tìm phương cách giải quyết nếu là ngày có sự gặp gỡ thì cuộc vui cũng không vừa ý có tin xa tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nên bỏ mặc chuyện thị phi tai tiếng lời trách oán và chỉ nên giữ thái độ im lặng và kiên nhẫn trong công việc đề phòng các tai nạn rủi ro sức khỏe không tốt không nên tin cẩn vào mọi tin tức đến trong ngày nếu là tin tốt cũng không nên quá lo ngại nếu là tin xấu. Nên giữ lời hứa, sự ước hẹn. Cần phải bình tĩnh để giải quyết, không nên để hoàn cảnh khó khăn hiện tại lôi cuốn, bị dụ dẫn. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Có sự tiến thoái lưỡng nan, phân vân khi đương đầu với khó khăn, chuyện buồn. Nên tìm gặp quý nhân và chờ đợi tin tức ở xa. Hoặc vì uy tín mà phải giải quyết những chuyện có sự giao hẹn, đính ước. Nên nhẫn nhịn, có tài lộc. tử vi tuổi tỵ công việc của người tuổi tỵ tiến triển thuận lợi nhờ có tam hội giúp sức bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người do có thái độ hòa nhã nhiệt tình nhờ thế con giáp này còn có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay quý nhân có thể là người bạn đã quen biết suốt bấy lâu nay hãy khiêm tốn và chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương người đó sẽ chỉ cho bạn hướng khắc phục những vấn đề còn khúc mắc ở hiện tại và những hướng đi phù hợp trong tương lai ngày 18 tháng 11 năm 2021, tức ngày 14 tháng 10 năm Tân Sửu, hôm nay là ngày Nguyệt Kỵ. Mồng năm, 14, 23. Đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm gì cũng chỉ giữa trường, khó đạt được mục tiêu. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, sửu thân, dậu. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự thay đổi mọi việc từ công danh cho đến tình cảm, sức khỏe, việc làm. Có sự họp mặt, hội ngộ với bè bạn, người thân. Có tin xa, có khách đến, hoặc người có vai trò quan trọng đối với mình. Tài lộc trung bình, tiền đáo hạn, định kỳ. Việc di chuyển nên đề phòng rủi ro, tai nạn nhỏ, hoặc đi mà không vừa ý. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Không nên tính việc lâu dài hoặc đi xa dài ngày không tốt. Công việc hay bị bỏ giờ nửa chừng vì có tin mới hoặc phải tiếp bạn, quý nhân, dự tiệc. Dù có gặp sự trắc trở, tranh chấp, cạnh tranh cũng nên sự hòa nhã, nhu thuận để giải quyết sẽ có lợi. Có tin xa, có quý nhân giúp đỡ. Đề phòng sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Tình cảm tốt, vui vẻ. Có sự mâu thuẫn, hiểu lầm chút ít trong nội bộ nhưng vẫn có thể hòa giải được. Có quý nhân giúp đỡ. Ngày có sự thay đổi về công danh cũng như tình cảm. Đã đến hạn kỳ cho công việc, tình cảm, tiền bạc cần phải giải quyết, tài lộc tốt, hoặc có lộc ăn, hội họp, đình đám đề phòng sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, mọi sự đều thay đổi. Thêm một chuyện thả bớt đi một chuyện sẽ đỡ đi chuyện nặng lòng. Ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, hao tốn về mua sắm tiệc tùng quà tặng hoặc chỉ có niềm vui chốc lát. Chuyện tình cảm, vui chơi giao thiệp không nên kéo dài sẽ gặp chuyện không như ý, vướng mắc vào chuyện mình không thích. Có tin không tốt ở xa. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy. Cuộc hẹn ước sẽ không thành hoặc có sự rời hẹn, chậm trễ, không được như ý muốn. Không nên tin chắc vào sự tính toán, dự tính của mình vì rất dễ có những sự kiện hoặc tin tức mới gây sự cản trở, bỏ dở nhưng vẫn không phải là xấu. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin của họ. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi ngọ, cục diện tự hình tạo ra nhiều tác động xấu cho người tuổi ngọ. Bạn dễ hành động nóng nảy do không chịu được những lời chỉ trích của người khác, và điều này khiến bạn càng vướng vào nhiều rắc rối hơn. Dù lời phê phán từ phía người ngoài khó nghe, nhưng bản mệnh nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp bạn tiến bộ dần dần, và chúng có thể sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn những lời khen ngợi nhiều. Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều xảy ra rất nhanh, cần phải bình tĩnh để ứng phó. Hấp tấp vội vàng dễ gặp sự thiệt thòi, hoặc trong tiến trình làm ăn có rủi ro, tai nạn. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có tin buồn. Cẩn trọng trong việc di chuyển, đi lại, xoay sở gặp nhiều chuyện phiền lòng, trở ngại. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy ngày tuổi của buồn mạng ngày có nhiều sự xung đột mâu thuẫn bị áp lực tránh sự tranh chấp cãi cọ lôi thôi chớ nên manh động làm càn chỉ rước lấy thất bại hoặc bị khiển trách nên cẩn trọng về sức khỏe buồn mạng và trong khi sử dụng xe cộ máy móc nên ngồi yên tu bổ sửa chữa sắp xếp lại công việc có tin tức mọi việc khó có sự kết thúc chậm trễ tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của buồn mạng có nhiều sự phiền hà về tâm tình cũng như về công việc nên cẩn trọng về hành động lời nói dễ có sự hiểu lầm, bị khiển trách, hàm oan. Ngày không nên mưu cầu việc lớn, giới hạn sự di chuyển, giao thiệp, sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, mất hòa khí, có khách, người thân đến, có quà, hoặc có lộc nhỏ. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ. Ngày có sự buôn ba, vất vả và có nhiều sự kiện, tin tức đến cần phải lo toan. Mọi việc không nên toan tính hoặc tin tưởng vào kinh nghiệm của mình. Sự việc sẽ xảy ra hoàn toàn khác mà lại không tốt, hoặc có người thời thế gây áp lực không thuận lợi. Mọi việc hãy để tự nhiên, có tin xấu, cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng xe cộ. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của buồn mạng, nên hành động một cách bình thường, có tin xa hoặc gia đạo có khách đến, ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn giải quyết. Không nên có sự hấp tấp vội vàng tiến hành, có trở ngại. từ vi tuổi mùi người tuổi mùi rất vượng vận đào hoa trong ngày hôm nay nếu còn độc thân bạn có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người khác giới hãy mở lòng hơn và bạn nhận ra xung quanh có rất nhiều người yêu mến mình nếu đã lập gia đình bản mệnh có một ngày yên bình bạn và nửa kia yêu thương và thấu hiểu nhau nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả luôn khiến bạn cảm thấy thư giãn Tuy nhiên, thương quan lại cho thấy công việc của bạn đang rơi vào bế tắc. Bạn không nên mâu thuẫn, đối đầu trực tiếp với cấp trên. Nếu có ý kiến gì bất đồng, bạn nên chú ý đến cách thức diễn đạt quan điểm của mình. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, máu, ngọ, mùi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Ngày của sự đến hẹn, đáo hạn, định kỳ, những việc đã có dự tính trước nay xuất hiện. Hoặc có sự kết thúc của việc làm và mở ra công việc mới tuy nhiên cũng nên xem xét lại kỹ lưỡng e có sự thiếu sót cần phải sửa chữa điều chỉnh ngày có tin vui hoặc có khách đình đám sự mong cầu về tài lộc tuy chậm nhưng sẽ có kết quả nên cẩn trọng khi sử dụng xe cộ di chuyển tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy mọi việc đều có thể xảy ra dù đã có dự tính trước nên nhẫn nại trong sự chờ đợi nếu có sự chậm chạp hoặc phân vân không biết tính toán hướng nào sẽ có tin tức hoặc có sự gặp gỡ người mình mong cầu nên cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển hoặc có sự hư hại về đồ đạc vật dụng tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa không nên vì chuyện tình cảm mà bỏ ngang công việc không nên bừng mình khi có tin hoặc có người bè bạn nóng tánh vì hiểu lầm hoặc quá lo vì công việc sự vồn vã về tình cảm là điều không nên trong sự di chuyển đi xa có sự trắc trở hoặc gặp rủi ro nhưng cũng không đáng lo ngại tài lộc dễ hao nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội có tin vui về tình cảm bè bạn gia đình có tin buồn về sức khỏe làm ăn của người thân tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ ngày của đám đông hội ngộ hội họp họp mặt hẹn ước định kỳ đã đến lúc có sự thay đổi trong mọi việc sự mong cầu về tài lộc chỉ nên ở mức bình thường hoặc hãy để tự nhiên sẽ có kết quả tốt không nên thấy có lợi mà lại đòi tiến thêm sẽ không hay có cuộc đi ngắn hạn hao tài vì giao thiệp mua sắm có tin buồn tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nên giải quyết những công việc đã dự tính ở quá khứ hoặc có ước hẹn, dễ bị mất uy tín. Có sự hư hại hoặc thất lạc các đồ đạc vật dụng, cần phải sửa chữa, mua sắm. Hao tài, có tin buồn về rủi ro, tai nạn của người thân tròm xóm. Có tiệc, cuộc vui. Sự mong cầu về tin tức, việc làm, tài lộc đều có sự chậm trễ, nhưng vẫn có cơ hội hoặc quý nhân giúp đỡ, san sẻ. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi thân thiên tài xuất hiện là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với người tuổi thân trên phương diện tài lộc bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ động tìm cách công việc làm thêm được trả công xứng đáng một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ vào thời điểm này số tiền đó tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để bạn dư giả trong ít ngày bạn hãy có cách chi tiêu số tiền đó hợp lý đừng tiêu xài phung phí bừa bãi trong chuyện tình cảm mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không quá tốt đẹp một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực. Đừng vội nóng giận và quy kết trách nhiệm cho ai, hãy bình tĩnh nói chuyện để hóa giải xích mích. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ tí, thìn, tị. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Nên cẩn thận trong việc di chuyển, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Ngày có nhiều biến động, thay đổi bất ngờ, khiến mình phải lo toan, chống đỡ. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có chuyện buồn. Tin xấu. Ngày không nên khởi hành, mưu sự chuyện lớn, tiền và họa đi đôi. Tử vi tuổi Bính thân thuộc mệnh Hỏa. Ngày xấu, không nên tiến hành những công việc quan trọng, mọi sự đều nên cẩn trọng, dễ gặp rủi ro, thất bại, tai nạn, mất danh tiếng. Không nên đến những nơi đông đảo sẽ hoàn toàn không có lợi, khẩu thiệt thị phi. Gia đạo bất an, sức khỏe không tốt, nếu thấy có điều lợi thì phải coi chừng, lợi và hại đi đôi. Tử vi tuổi Mậu thân thuộc mệnh Thổ ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức có sự ra đi di chuyển nhưng cũng có tin buồn về chuyện này mọi việc chưa có thể kết thúc tiến thoái lưỡng nan ngày có nhiều áp lực trở lực tránh mọi sự thị phi tranh cãi cầu tài lộc bất lợi dễ hao tán tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nếu có cầu về hôn nhân cũng nên chậm rãi hoặc vì hoàn cảnh tình thế chưa giải quyết được một cách êm xuôi chuyện tình cảm chỉ là thoáng qua không nên mưu tính sự lâu dài người đến với mình chỉ đem lại điều hại hoặc tin xấu tốt hơn nên tự mình đi tìm dễ bị trách oán hàm oan tài lộc không tốt tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim sự chờ đợi về tin tức không được như ý không có kết quả mong muốn có trở ngại rắc rối có sự thay đổi hoặc có cuộc đi mà lòng không vui có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng hoặc cần phải giới hạn không nên kéo dài sẽ không tốt tử vi tuổi dậu. Chính tài cho thấy hôm nay là một ngày vui đối với người tuổi dậu làm công ăn lương. Bạn có thể được cấp trên đánh giá cao và trao cho một phần thưởng xứng đáng với những đóng góp từ trước đến nay của mình. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nếu muốn giữ vị thế cao trong tập thể thì bạn không nên vội vàng hài lòng với thực tại. Bạn cần tiếp tục trau dồi, rèn luyện kỹ năng, đồng thời xác định những mục tiêu tiếp theo tham vọng hơn các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình, nếu không tương lai bạn sẽ phải hối tiếc. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, sửu, thìn, tỵ. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Có nhiều sự biến động thay đổi về gia đạo cho người thân hoặc bè bạn. Có tin tức về chuyện tình cảm, hôn nhân hoặc có sự dự tiệc tùng, đình đám, có người đến tâm sự, cần nghe ý kiến của mình tài lộc trung bình, tình cảm tốt. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa. Không nên tính việc lâu dài hoặc đi xa dài ngày không tốt. Công việc hay bị bỏ dở nửa chừng vì có tin mới hoặc phải tiếp bạn, quý nhân, dự tiệc. Dù có gặp sự trắc trở, tranh chấp, cạnh tranh cũng nên sự hòa nhã, nhu thuận để giải quyết sẽ có lợi. Có tin xa, có quý nhân giúp đỡ, đề phòng sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ. Có tin xa, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn có đám tiệc, việc cầu mong còn mơ hồ không nên hấp tấp, ngày có nhiều lo âu, gặp nhiều áp lực trở ngại, tiến thoái lưỡng nan. Hoặc gặp sự tranh giành, bất hòa đưa đến tranh cãi, đổ lỗi trách nhiệm, bị hàm oan, khiển trách. Mọi việc chỉ nên ngồi yên, càng hành động thì lại càng bị ràng buộc, vấn đề chỉ thêm rắc rối. Tài lộc chắc trở, dễ hao. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Có rắc rối nhỏ trong vấn đề di chuyển hoặc phải chờ đợi chậm chạp. Có cuộc đi ngắn hoặc di chuyển ngày có cuộc vui đình đám tiệc tùng hoặc có tin vui ở xa về chuyện tình cảm tuy nhiên mọi việc không nên kéo dài lại xảy ra những chuyện không vui ngày thuận lợi cho họp mặt kết bạn đính ước tài lộc trung bình hao tốn về mua sắm di chuyển có lộc ăn tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nếu có người đề nghị về công việc thì nên tiến hành nhưng chỉ là những chuyện ngắn gọn mới tốt có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tiệc tùng có tin buồn hoặc sự gặp gỡ kết quả công việc chưa được như ý có sự hao tốn sửa chữa, tu bổ, chỉnh trang, mua sắm vật dụng, đi xa. Tử vi tuổi tuất Thực thần chiếu cố, người tuổi tuất mở rộng được mối quan hệ hợp tác, làm ăn của mình. Những mối quan hệ ấy sẽ giúp bạn kiếm được một khoản tiền lời lãi kha khá. Hãy tiếp tục giữ quan hệ với họ nhé. Người làm công ăn lương duy trì mức tiền lương ổn định trong thời điểm này. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, đặt mục tiêu cao xa hơn nếu muốn cải thiện tình hình tài chính. Ngoài ra, bạn cũng có thể sắp xếp thời gian để nhận những công việc làm thêm. Trong chuyện tình cảm, con giáp này có một mái ấm rất hạnh phúc. Nếu đã kết hôn, hẳn hai người sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của đối phương mỗi khi nóng nảy. Sự bao dung sẽ giúp cho hai người tiến thật xa. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, tuất tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều sự thay đổi biến động về công danh cũng như về tình cảm sức khỏe hoặc những sự việc chờ đợi đã lâu nay có sự xuất hiện không nên mong cầu chuyện lớn lao về tiền bạc tài lộc có được bao nhiêu hay bấy nhiêu gia đạo có nhiều tin tức ở xa hoặc nhà có đình đám tiệc tùng khách đến cẩn trọng trong việc sử dụng phương tiện đi lại xe cộ máy móc tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ không nên mưu cầu những chuyện lớn lao chỉ đem lại sự vất vả trái ý tốt trước xấu sau, lợi hại đi liền, cho nên kết quả được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, mọi việc đều chưa kết thúc chưa có sự giải đáp thỏa đáng. Nên cẩn trọng trong việc đi lại. Cuối ngày có tin tốt hoặc có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân nhưng cũng có sự hao tốn về giao thiệp. Tử vi tuổi mậu tất thuộc mệnh mộc. Nên thu xếp, vén khéo công việc. Rất dễ có những tình huống bất lợi xảy ra cho mình hoặc có nhiều việc tin tức đến không biết xoay sở như thế nào mới phù hợp. Bên mình có kẻ dèm pha, hoặc muốn xen vào chuyện của mình nên cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển sử dụng xe cộ máy móc tài lộc vào ra thất thường chớ nên tin cẩn về tình cảm của người khác có sự gặp gỡ gặp mặt hoặc có tin tức chuyện vui tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim gặp lại người xưa việc cũ sự mong cầu về tiền bạc còn chậm dễ hao tài ngày có nhiều chuyện rắc rối phiền lòng làm gì cũng phải cẩn thận dễ gặp rủi ro cháo trở đề phòng tai nạn đi đường hoặc hao tốn về xe cộ máy móc sức khỏe không tốt gia đạo bất an trong nhà có người gặp rủi ro đau ốm bệnh tật có tang hoặc có tin xấu về công danh pháp luật tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện cẩn trọng việc đi lại di chuyển có rủi ro thị phi ngày có nhiều việc phải lo ưu phiền nội bộ gia đình công sở không nên tranh cãi sự rủi ro đảo lộn bất chắc rất dễ đến sức khỏe không tốt gia đạo bất an có người đi xa có tin xa Tử vi tuổi hợi Hôm nay người tuổi hợi dễ gặp những điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta đáp lại bằng một tình cảm tương tự. Biết vậy thì bạn không nên quá thất vọng hoặc tổn thương. Trong gia đình, mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như mong muốn. Hai người tỏ ra khá lạnh nhạt với nhau. Hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự giãn nứt này là gì và hàn gắn ngay khi còn kịp đừng đẩy đôi bên tới bờ vực tan vỡ thiên quan cũng cho thấy sự nghiệp của bản mệnh có nhiều điều bất chắc. Sự chèn ép của cấp trên và đồng nghiệp khiến bạn cảm thấy rất nặng nề. Hãy tiếp tục cố gắng phấn đấu hoặc dành thời gian suy nghĩ xem công việc mình đang làm có thực sự đáng giá hay không. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, sử, dần, mùi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Ngày có tin vui, hỷ sự, tiệc tùng, gặp gỡ. Có người đi xa hoặc có tin xa nên cẩn trọng trong vấn đề di chuyển đi lại có rủi ro chút ít có sự thuận lợi về tiền bạc công việc làm ăn tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại có tin xa có khách đến mọi dự tính ở quá khứ này nên tiến hành không nên e ngại hao tốn tiền bạc cần phải chỉnh đồn tu bổ sửa chữa dọn dẹp mới có kết quả tốt cho tương lai sự mong cầu về tài lộc còn chậm nhưng sẽ có kết quả có tin buồn ở xa cuộc vui không trọn vẹn Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Di chuyển đi xa không có kết quả. Có tin xa, có đám tiệc, ngày có nhiều sự lo âu, phải bôn ba cực nhọc, khó có kết quả như ý muốn. Mọi tin tức mong cầu đều không tốt ngoài dự tính của mình, có sự phật lòng, hoặc bật tin tức. Có tài lộc nhưng dễ hao cho các công việc về tu bổ, sửa chữa, giúp đỡ người thân, bè bạn, hoàn hợ. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Làm gì cũng phải cầu việc đến ý kiến của quý nhân, thân nhân, không nên nóng vội mọi việc không thể chờ đợi cần phải tiến hành nên tự mình ra đi để tìm phương hướng khác để giải quyết có tin tức ở xa hoặc có thân nhân bè bạn đến có tiệc tùng đình đám cuộc vui nhỏ có người đem tin buồn đến và cần nhờ vả giúp đỡ tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy có cuộc đi ngắn hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn dễ hao tạch tốn kém về đi lại giao dịch mua sắm nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn cho nên nếu vì tình cảm ân nghĩa thì nên tiến hành nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại